vào buổi học trước thì thầy trò mình đã cùng nhau làm bài quiz lớn tổng kết chương 8 rồi. Thế thì hôm nay thì trò mình sẽ chuyển sang vẫn là đơn đo lường nhưng mà gọi là metric units, hệ đo lường quốc tế, hệ đo lường mà rất phổ biến ở Việt Nam. Measurements, metric systems, hệ đo lường metrics, hệ đo lường theo đơn vị là mét, metric system. Đó, con nhìn qua thì con thấy rất là quen, ví dụ như là meter là mét này, liter là lít này, mass là khối lượng này, grams là gram này, đó, millimeter and centimeter. Đó, mm và cm. You can use metric units to measure length. One metric unit is the centimeter. A centimeter is about the width of your index fingers. Chúng ta có thể sử dụng hệ đo lường metric để đo chiều dài. One metric, một đơn vị metric units là 1 cm. 1 cm thì rất là quen với con vì chúng ta luôn dùng thước cm để đo hàng ngày, đúng không? A millimeter is smaller than a centimeter. 1 mm thì nhỏ hơn so với 1 cm. It is used to measure very small lengths. Và đơn vị millimeter thì được sử dụng để đo những cái rất rất là nhỏ thôi, chiều dài rất nhỏ. Metric units of length. Ngoài ra chúng ta có thêm một vài đơn vị nữa con nhỉ. To measure short length, you can use the centimeter and millimeter. Để đo những vật có chiều dài ngắn, chúng ta sử dụng đơn vị cm và millimeter. To measure longer length, use the meter and the kilometer. Tuy nhiên để đo những cái chiều vật có chiều dài dài ấy, chúng ta sẽ sử dụng mét và km. A millimeter is about the width of a dam. Bề dày của cái đồng xu ấy là khoảng tầm 1 mm. A centimeter is about the width across your index finger. 1 cm thì khoảng tầm chiều rộng bề ngang của ngón tay trỏ. 1 meter is about the width of a door. Bề ngang của một cánh cửa thường thường là khoảng tầm 1 mét. It takes about 10 minutes to walk 1 kilometer. Và nếu như con đi bộ ấy thì thông thường là nếu mà đi bộ liên tục trong vòng 10 phút thì con sẽ đi được khoảng một cái quãng đường dài khoảng 1 km. For exercises 18 and 19, use a chart that shows the wood needed to build a fort. Question 18. The wood for the fort floor needs to be cut into 4 pieces. 2 of the pieces will be 1 meter long. If the remaining wood is cut equally in half, how long will the remaining board be? Thầy ghi bên này nhé. Option A is 1, option B is 2, option C 3 and option D is 4. A, B, C or D? Xin mời con suy nghĩ. A few minutes later. Và xin mời các bạn ở bên tay trái, đó là Ngọc Nhi, Bảo Hân, Thành Phong, Mayra, Trần Đức, Quốc Hưng, Bảo Nam và Ngọc Tài. Một số bạn là D. Một số bạn là A. Chúng ta đang có những kết quả khác nhau của câu hỏi này. Trong chỗ này có 8A, 7B, 5C và 1D. Thứ nhất ấy là con nhìn vào cái hình này nhé. Hình này nói là build a fort, tức là để xây dựng một cái nhà gọi là nhà trên cây ấy, thì sẽ cần amount of good needed, cần một lượng gỗ như sau. Sàn nhà, floor, cần 6 mét. Walls, các cái bức tường xung quanh đó, để cần 5 mét. Và roof, mái nhà cần là 6 mét. Câu 18 hỏi như sau con này. The wood for the floor, lượng gỗ cho cái sàn ấy, lượng gỗ để làm sàn ấy sẽ được cắt làm 4 miếng. To be cut into 4 pieces. 2 of the pieces, có 2 miếng thì chiều dài là 1 mét. 2 miếng dài 1 mét rồi nhé. Tức là sao con thấy đấy, làm sàn là 6 mét đúng không? Thanh đấy là 6 mét nhé. Cắt làm 2 đoạn 1 mét rồi nhé. If the remaining good, nếu mà phần gỗ còn lại, remaining là còn lại này, is cut equally in half, được cắt thành hai phần bằng nhau, equally là bằng nhau, half là một nửa. Đó. Vậy thì các cái tấm gỗ gọi là thu được dài bao nhiêu? How long will the remaining boards be? Rất đơn giản các nhà. Bây giờ chúng ta sẽ thu được phần gỗ còn lại là 4 mét. Phần 4 mét này sẽ được chia làm hai phần bằng nhau. 4 meter divided by 2 equals 2 meter each piece. Đáp số đúng là vừa ăn B và chúc mừng các bạn đội B con đã giành chiến thắng ở câu hỏi này. Option B is correct. Mỗi đoạn gỗ thu được sẽ là 2 mét. Và một số bạn thêm câu hỏi này. Và chúng ta đến với câu số 19. Question 19. The good for the walls will be cut into 5 equal pieces. How long will each piece be in centimeter? Option A, 10. Option B is 25. Option C is 15. And option D is 1. A, B, C, or D? Xin mời con suy nghĩ.
Chốt nào con ơi. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời Dung Trường Vàng. Đó là Thành Phong. Xin mời Thành Phong. Còn có một hy vọng và câu trả đáp án F. Xin mời vị tử may mắn. Gọi tên đó là Vĩnh Phong. Xin mời Phong. Cô thật thấy câu trả đáp án F và câu trả đáp án F. A few minutes later. Thành có thể làm những bức tường đây. Sẽ được chia làm 5 phần bằng nhau. 5 meter divided by 5. Is 1 meter it is. Có một bạn thuộc đội D và chia buồn với bạn ấy bởi vì D không đúng luôn. Bởi vì đề bài hỏi là in centimeter theo đơn vị centimeter cơ Ngân. Thế nên có phải đổi 1 mét này bằng 100 centimeter equals 100 centimeter. Option F is correct. Chính xác. Chúc mừng các bạn được F và đã giành chiến thắng ở câu hỏi này và một số bạn có thêm cúp ở câu hỏi này. 6 đi Ngân đi. Câu số 6. Dylan share a pineapple with friends. He eats 5 pieces. His friends each have 2 more pieces than Dylan. There were 23 pieces in all. How many friends are there? Option A is 3, B 4, C 5, and D 6. A, B, C, or D? Xin mời con suy nghĩ. 5 minutes later. Đề bài câu 6 nói rằng Dylan chia sẻ quả pineapple với những người bạn của bạn ấy. Bạn ấy đã ăn 5 miếng. Những người bạn của bạn ấy thì mỗi người ăn nhiều hơn 2 miếng so với Dylan. Tổng cộng thì có tất cả 33 miếng. Vậy có bao nhiêu người bạn nhỉ? How many friends? Sẽ không tính Dylan. À, thế này con này, Dylan ăn ít hơn so với những người khác 2 miếng. Thế bây giờ con giả sử là Dylan ăn thêm 2 miếng để bằng với các bạn, tức là 33 cộng 2 bây giờ tổng sẽ là 35 miếng. Mỗi người bây giờ sẽ ăn 7 miếng nên con sẽ lấy 35 chia 7. Thì ra tổng số người ở đây là 5 người tất cả. Tổng là 5 người nhưng đang tính cả Dylan nữa. Bởi vì chúng ta đang giả sử là Dylan cũng ăn 7 miếng giống các bạn. Nhưng đề bài lại không hỏi là how many people. Đề bài hỏi là how many friends. Tổng là 5 người nhưng chúng ta chỉ có, trong đấy sẽ có Dylan và 4 người bạn. There are 4 friends and Dylan. Do nên đáp sự đúng là vừa ăn B. Và chúc mừng các bạn đội B có đã giành chiến thắng ở câu hỏi này. Chính xác. Và một số bạn có thêm cúp vào câu hỏi này. Nadia is buying her lunch today. She will buy 2 items and will spend exactly $1.20. What will she buy? Option A, raisin. Option B, apple. Option C, granola bar. Option D, grilled cheese. A, B, C, or D? Xin mời con suy nghĩ. Con ơi, câu số 10 nói với con rằng Nadia thì đang mua bữa trưa ngày hôm nay. Bạn ấy sẽ mua 2 món đồ, 2 items, và tiêu chính xác $1.20, tức là $1.20 hoặc có thể gọi là $1.20. Vậy bạn đã mua 2 món đồ nào? 2 món đồ nào luôn. Tổng tiền là $1.20. Đó chính là raisins and grilled cheese. 35 cộng 85 chính là 120. Và chúc mừng các bạn cho đội A and D, con đã giành chiến thắng ở câu hỏi này. A and D. Chính xác. Và một số bạn có thêm cúp vào câu hỏi này. Và sau vòng thi tăng tốc thì bảng xếp hạng cúp đang tạm thời như sau. Top 1 đang tạm thời từ về Gia Hân, top 2 là Quang Huy, top 3 là Vĩnh Phong. Bên dưới có Ngọc Nhi, Trần Đức, Thành Phong, Bảo Hân, Xuân Nhi, Ngọc Tài, Khôi Nguyên, Hải Vi, Bảo Yến, Bảo Nam, Vũ Tài, Quốc Hương, Mayra, Huy Vũ, Việt Anh, Minh Anh, Xuân Sang và Nguyên Khang. Cảm ơn con rất nhiều và thầy trò mình sẽ gặp lại nhau ở buổi họp tiếp theo của lớp 3C nhé. Bye bye con, thầy cảm ơn con. Thầy chào con, bye bye. Thầy cảm ơn con, bye bye.